Ngày 4 tháng 6, Công an huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết đang tạm giữ đối tượng Lê Đại Vũ, 34 tuổi, ngụ thành phố Cà Mau để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, chiều 2 tháng 6, lợi dụng sơ hở của người quản lý miếu Bà Chúa Xứ Vàm Sông Ông Đốc ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, đối tượng Lê Đại Vũ đã trộm sợi dây chuyền vàng 18K, trọng lượng 1,4 lượng được đeo trên cổ tượng Bà Chúa Xứ. Qua xác minh, Công an thị trấn Sông Đốc phát hiện Vũ là người đã trộm tài sản và cất giấu vào quần lót. Theo thông tin, sợi dây chuyền vàng là do những chủ ghe đem đến cúng tại miếu Bà Chúa Xứ, còn Vũ là thầy cúng, thường được thuê thực hiện các nghi thức lễ tại miếu Bà Chúa Xứ. Chiều 4 tháng 6, tiến sĩ bác sĩ Trần Thanh Tùng, trực lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết hai nạn nhân trong vụ đốt phòng trọ vì ghen tuông ở Đồng Nai đã tử vong. Trong đó, người đàn ông tên TH, 46 tuổi, tử vong vào lúc 22 giờ đêm 3 tháng 6. Đến sáng 4 tháng 6, bệnh nhân nam TA, 15 tuổi, cũng không qua khỏi. Hai nạn nhân nhập viện vào sáng 3 tháng 6 với chẩn đoán bỏng nặng và sâu 90% cơ thể, theo dõi bỏng hô hấp. Hiện các bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đang điều trị cho 5 nạn nhân liên quan đến vụ phóng hỏa vì ghen tuông khiến 7 người gặp nạn. Như báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin, vào sáng 3 tháng 6, phòng trọ số 3 và số 10 gồm 11 người ở trong một dãy phòng trọ tại xã Phước Bình, huyện Long Thành bị bốc cháy. Theo Công an huyện Long Thành, bước đầu xác định TH ở phòng trọ số 10 đã phóng hỏa vì ghen tuông. Ngày 4 tháng 6, Công an thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết Công an xã Hàm Ninh đã hoàn thành công tác tiếp nhận và tiến hành xử lý hai người vận chuyển hung khí từ đất liền ra đảo Phú Quốc. Theo đó, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 4 tháng 6, các đơn vị chức năng kiểm tra hành chính xe ô tô biển kiểm soát 51H93564 do ông Minh Phụng, 49 tuổi, thường trú phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, điều khiển chở theo bạn gái Trần Thị Thanh Nga, 38 tuổi, thường trú huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Khi cả hai vừa từ thành phố Rạch Giá đi tàu cập cảng Phà Thạnh Thới, ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, thành phố Phú Quốc. Qua kiểm tra, phát hiện trên người và phương tiện của Phụng và Nga có hai dao tự chế, một súng dạng bắn đạn pháo, một bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Test nhanh hai đối tượng, kết quả đều dương tính với chất ma túy. Ông Minh Phụng cũng từng là đối tượng có tiền án về tội tàng trữ vũ khí, là người đã trực tiếp đưa súng cho một đối tượng bắn chết hai người. Sáng 4 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Phú, tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Kháng, sinh năm 1987, trú xã Tân Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang về các hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Kháng đã nảy sinh ý định mua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, đem thế chấp vay tiền. Để thực hiện hành vi phạm tội, Kháng lên mạng xã hội tìm kiếm thông tin, mua một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả tên Trần Hữu Linh với giá 3,8 triệu đồng. Sau khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả tên Trần Hữu Linh, Kháng liên hệ với anh Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1980, trú huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, nói dối có người cần vay tiền, kèm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thế chấp. Tin tưởng đối tượng, anh Minh đã đồng ý cho Kháng vay tiền. Sau đó Kháng làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chữ ký giả mạo chữ ký tên Trần Hữu Linh và công chứng viên để thế chấp, vay của anh Minh 400 triệu đồng tiêu xài cá nhân. Sau nhiều lần đến hạn trả tiền, anh Minh đòi nhưng Kháng không trả. Ngày 8 tháng 3 năm 2023, anh Minh mang hồ sơ ra bộ phận một cửa Ủy ban Nhân dân huyện Châu Phú sang tên, phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tên Trần Hữu Linh là giả. Vào khoảng 1 giờ sáng 4 tháng 6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với các đơn vị chức năng bất ngờ kiểm tra quán karaoke Lucy thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn karaoke Victory có địa chỉ tại lô 8-16, đường Tôn Đức Thắng, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, phát hiện có gần 80 đối tượng dương tính với ma túy. Qua kiểm tra 12 phòng của quán karaoke Lucy, lực lượng công an phát hiện có 110 nam nữ thuê phòng hát và sử dụng trái phép chất ma túy. Nhiều đối tượng tìm cách tháo chạy nhưng đã bị khống chế. Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ 6 bịch và 13 viên nén nghi là ma túy. Qua test nhanh có 76 người dương tính với ma túy. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã tạm giữ đối tượng Phạm Minh Kha, sinh năm 1986, ngụ xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp và Hồ Phương Anh, sinh năm 2000, ngụ phường Vĩnh Hiệp, thành phố Rạch Giá để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Những người còn lại được bàn giao về công an địa phương để xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngày 3 tháng 6, cơ quan điều tra công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án khởi tố 9 bị can về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến bằng hình thức cá độ bóng đá hơn 80 tỷ đồng do đối tượng Giảng Tư Công, sinh năm 1991, trú tại phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu. 8 đối tượng còn lại điều trú ở các huyện của Nghệ An cũng bị cơ quan công an bắt giữ. Qua công tác nắm tình hình, công an thành phố Vinh phát hiện đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trực tuyến hoạt động kín kẽ do đối tượng Giảng Tư Công điều hành, sử dụng tài khoản tổng quản lý để tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên trang web bóng88.com cùng một số đối tượng khác trong và ngoài tỉnh. Tất cả các giao dịch đánh bạc của nhóm đối tượng đều được thực hiện trực tuyến bằng điện thoại thông minh. Công an thành phố Vinh xác nhận toàn bộ các đối tượng trong đường dây tổ chức cá độ bóng đá trên địa bàn tỉnh Nghệ An và thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, tăng vật bị cơ quan công an thu giữ gồm có 10 điện thoại di động cùng các tăng vật khác liên quan tới chuyên án. Bước đầu, cơ quan chức năng chứng minh số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá từ tháng 4 năm 2023 đến thời điểm bị bắt giữ là hơn 80 tỷ đồng.